mình chán cái MacBook này lắm rồi, dùng từ 2014 đến giờ mà nặng nề quá, không biết mua cái gì bây giờ. Liệu có nên mua thêm một con Ultrabook để làm việc hay không? Hay là mua một con laptop gaming nhỉ, để chơi game, tại vì căn bản là nhiều lúc chán quá em không biết chơi gì, Switch thì hỏng mất rồi. Thằng nào ấy? Đương nhiên là mua một chiếc laptop Ultrabook làm việc ở văn phòng rồi. Như thế con có thể kiếm nhiều tiền và bổ sung thêm những nhiều laptop khác nữa. Lại là thằng nào nữa? Đương nhiên là chơi game còn gì nữa, thằng ngu này. Bây giờ nhá, làm việc nhiều rồi, cày suốt cả ngày, chúng ta phải giải trí đấy. Có những thằng nhân viên như thằng Khôi, thằng Kiên, thằng Tinh, mày có đau đầu không? Mày phải chơi game nhiều vào mày Là có kêu thể bị xả điên stress à? được. Phải mua Ultrabook chứ mới kiếm ra tiền, mày mua game mình mà kiếm được tiền không? Hả? Sao chơi game game thì biết tương lai là cái này, cái bây giờ đúng nhiều, chơi game này đi vào chơi game này thì vâng, chào mừng các bạn, đây chính là cái sản phẩm giải đáp cho toàn bộ những cái câu hỏi ban đầu của mình với hai nhân cách. Nó vừa là một chiếc laptop văn phòng nhưng mà vừa là một sản phẩm chơi game, bởi vì đây là laptop 13 inch mạnh nhất trên thế giới với cấu hình. Bạn nhìn thấy là Ryzen 7 này, card Nvidia 1650 Max Q, màn hình 120Hz. Thế thì con này sẽ cụ thể như nào? Ui, các bạn đã thấy quả laptop gaming làm được như thế này chưa? Quá chất lượng luôn. Đi vào cụ thể một chút về cấu hình thì thực sự với con R7 5800HS, nói chung là hậu tố HS ở cuối thì nhiều bạn là chưa biết. Đơn giản đây là con chip hiệu năng cao đó. Vậy vì chữ hiệu năng cao là High Performance, và chữ S ở đây không phải là đại diện cho hòa bình mà nó chính là sức mạnh, và dành riêng cho mẫu laptop gaming mỏng và nhẹ. Chiếc laptop đầu tiên đạt chuẩn là Asus ROG Zephyrus G14 giới thiệu tại CES 2020. Quay trở lại với cái sản phẩm này thì nó tên là ROG Flow. Điểm số Cinebench R15 đang hiển thị trên màn hình thực sự là ấn tượng luôn. So với con i7-10875H, điểm đa nhân và đơn nhân thì đều nhỉnh hơn. Ngoài ra mình test cả là CPU với Excel so với chip trên desktop thì nó chỉ thua thiệt gần 3 phút. Thực sự là ấn tượng. Rồi, bây giờ quay sang thì các cái tựa game nhẹ nhàng, gọi là game nhẹ thôi nhá, như kiểu là CSGO, Max Setting vẫn chưa ổn ở 150fps. LOL thì do game không tối ưu nên FPS chỉ mấp mé tầm khoảng 160. Nhưng mình méo hiểu luôn, 160 thì còn đòi hỏi cái gì nữa nhỉ? Kiểu mắt mình không thể nhanh hơn được. Thường thì các mẫu Ultrabook 13 inch thì cần hiệu năng như thế này ấy, thì phải có thêm là eGPU là cắm rồi. Nhưng với con Flow này trang bị sẵn thành ra các bạn tiện lợi hơn rất nhiều. Chúng ta có thể ra ngoài làm việc mọi lúc mọi nơi, các bạn thấy là tại sao nó lại thiết kế kiểu như thế này. Đó, nó quá nhẹ và gọn, và đặc biệt nữa là trông nó rất là sang chảnh, không bị phụ thuộc vào eGPU. Thế nhưng các bạn biết rồi, ngay chiếc điện thoại gaming như thế này muốn chơi game khỏe là sao, phải đi kèm với lại tản nhiệt. Nó luôn luôn ăn đứt iPhone, vì iPhone chơi lâu nóng quá sẽ bị giảm hiệu suất. Thì về nhiệt độ của con này cũng đáng phải nói tới, mà mình cũng thực sự bất ngờ luôn. Chơi game xong này, cho chạy benchmark các kiểu thì nhiệt độ nó tập trung là phần giữa máy và nửa trên cái phần bàn phím. Để các bạn nhìn thấy cái phần đo nhiệt đây, mỗi em máy nhỏ thế này thì tản nhiệt của nó làm rất tốt, tản nhiệt còn tốt hơn khi mà mình có thể gập dựng máy lên như thế này. Đây là dành cho những cái chiếc gọi là Ultrabook, các bạn đã thấy là chủ yếu phục vụ công việc, nhưng là một chiếc laptop gaming có thể làm được như thế này, quá là ấn tượng đúng không? Quá trình sử dụng tác vụ cơ bản như là gõ content, lướt web, Facebook thì cái thứ là nó không bị nóng, và quan trọng là quạt rất là êm, không bị ồn khi chúng ta chơi game hay là ta test benchmark, thì là các bạn ngồi làm việc văn phòng rất sướng. Nếu có thời gian thì mình sẽ test kỹ hơn cho các bạn về hiệu năng của chiếc máy này nhé, vì bài này mình chỉ kịp thời làm vậy thôi. Rồi, thiết kế của nó chính là điểm nhấn tiếp theo bên cạnh cái phần cấu hình khủng. Các bạn thấy con ROG Flow này, nó là một cái kiểu rất là phá cách của dòng ROG, khi kiểu là nó nhã nhặn này. Các bạn nhìn thấy là mặt trên bề mặt làm với những cái đường kẻ chéo trông bám mồ hôi dấu vân tay, nhưng lại điểm nhấn là bằng một cái miếng kim loại nẹp dòng tên sản phẩm, rất ấn tượng. Và nhìn qua không ai nghĩ đây là một sản phẩm có hiệu năng cao mà ẩn chứa bên trong nó cơ. Khi chúng ta mở ra thì các bạn nhìn thấy đây, thực sự là đồ hoàn thiện của nó thì cực kỳ chắc chắn. Lớp vỏ thì là lưu ý cho mình là hợp kim nhôm và magie nhá. Bởi vậy tại sao mà nó vừa mỏng nhẹ mà lại hiệu quả tản nhiệt của nó cao. Tuy nhiên thì nó lại chỉ có cái màu đen. Thành ra các bạn thấy là nếu mà ban đầu có thể nó không bám nhiều, nhưng các bạn mà ra mồ hôi thì sẽ bị, nên các bạn có thể lau chùi thì lại cực kỳ dễ dàng. Bà lề con này là xoay 360 chắc chắn, và lưu ý là mình có thể mở bằng một tay vì nó có một cái điểm G ở đây. Nó có thể xoay giống như mọi cái laptop mà mình đã từng review. Và bản lề này thì nó đáng tiếc là chưa có một cái độ nghiêng nhất định của Egolith, thành ra là khi mình gõ phím thì nó hơi mỏi tay. Những cái con ngày xưa của Asus có Egolith thì sướng hơn cái chỗ đó. Cân nặng lại chỉ có 1,4 kg, rất nhẹ, kể cả mang theo thì kèm với sạc luôn thì nó cũng gọn, không quá to. Asus còn tặng cho chúng ta một cái túi đựng rất là đẹp. Đây, ban đầu mình tưởng đây là hai túi, thực chất nó chỉ là một. Một cái là các bạn đựng laptop, các bạn thì đựng thêm sạc, các bạn đựng sổ tay các kiểu đi làm việc thì quá đã luôn. Có lẽ là mình sẽ giveaway cho một người nào may mắn để nhận được cái túi này hoàn toàn miễn phí. Ui,
Mình may mắn vãi, mình nhận được cái túi này luôn rồi này các bạn, không cần phải quay số nữa rồi. Đây, những cái cổng kết nối thì sao? Ở bên này mình thấy là nó có cổng USB-A, USB-C, phím nguồn. Tại sao lại để ở đây nhỉ? Tại vì nó là cái dòng có thể xoay lật đấy, thì phím nguồn để đây hợp lý hơn. Có HDMI 2.0B và jack tai nghe 3.5. Ngoài ra còn có kết nối với dock GPU ROG XG Mobile Interface, đánh dấu Zenith che cao su. Và thêm một cái điểm nữa, đó là nếu so với các Ultrabook thì nó không thiếu gì. Thậm chí một số mẫu còn bị lược bỏ đi là cổng HDMI hoặc là chỉ trang bị cổng C. Còn con ROG Flow này nó đầy đủ hết và mình sẽ không cần một cái dongle kết nối làm gì. Cái cuối cùng mình muốn nói tới là màn hình. Ui, cái quả màn hình con này là chí mạng chó luôn. Rất mỏng, viền hai bên mỏng, trên mỏng và vẫn để camera ở đây. Tại vì là phục vụ văn phòng mà. Nếu mà dòng sản phẩm chơi game nó hoàn toàn có thể loại bỏ để đi một chỗ khác. Bên dưới nó sẽ dày hơn một chút vì nó cần phải thiết kế để cho vững chắc bản lề chất lượng hơn. Thì màn hình này là 120Hz, chơi game này hay làm việc đều được. Ngoài ra tỷ lệ nó là 16:10. Các cái điểm số mình có chấm đang hiển thị trên màn hình là độ phủ màu, các thứ tinh thì khỏi phải bàn. Chất lượng rất tốt. Với cái việc xoay 360 này thì những bạn nào làm thiết kế thì các bạn thấy là nó còn có một cái bút đó. Các bạn có thể dùng các phần mềm vẽ các thứ tinh, đặc biệt là mọi người có thể kê lên đùi này, đúng không ạ? Đó. Nếu mà mình có một em gái mà mặc váy ngắn office lady đây, mình sẽ demo cái quả đùi, demo cái quả vẽ nó đẹp hơn rất nhiều. Đáng tiếc đấy chỉ có cặp giò của thằng Kiên thôi. Tuy nhiên màn hình này thì có một cái điểm trừ là nó là kính trơn nhá, nên vẽ thì các bạn có thể là sẽ không được mượt mà và thoải mái nhất. Nhưng mình lại thích cái quả này. Cái điểm đánh đổi là một số con mà dùng mà cái loại chống báo màu vân tay thì màn hình cứ cảm giác đục đục. Còn cái này thì nó lại sẽ sướng hơn rất là nhiều. Phím gõ của nó thì sao? Thực ra các dòng gaming ấy thì bao giờ là phím rất là sướng. Layout của nó là to, rõ ràng, phù hợp với cái tay mình. Không cần thời gian phải làm quen. Có đèn nền LED trắng và cụm phím tắt như là tăng giảm âm lượng, các bạn sẽ thấy thiết kế hoàn toàn riêng. Có cả một cái phím bật ROG Armory Create là ứng dụng tùy chỉnh các cái hiệu suất liên quan đến chức năng điều chỉnh quạt vân vân. Thì anh em đều đã biết rồi, chắc không phải nói quá nhiều. Khung xương bàn phím này khá chắc chắn. Đây, khi mình thấy là mình ấn mạnh thì nó không có hiện tượng flex quá nhiều đâu. Mà mặc dù đây là một máy rất là mỏng nhẹ. Phần trackpad bên dưới này thì cũng bám mồ hôi dấu vân tay khá nhiều, làm như kiểu là một cái lớp kính. Và cái không gian của nó không phải quá to. Nếu anh em nào mà làm việc và không sử dụng chuột thì vẫn được. Nhưng các thao tác các bạn phải thấy công nhận là chạm hay là vuốt của nó rất là sướng. Thời lượng ấn tượng là pin lên tới 5 tiếng nếu không chơi game. Có môn leo này. Và củ sạc của nó là 100W PD, sạc nhanh cho anh em luôn. Tổng kết lại thì đây là một chiếc gaming hay là một chiếc Ultrabook mà anh chả biết phải gọi nó như thế nào. Nó mang thương hiệu của ROG nhưng lại thiết kế giống kiểu mấy con Ultrabook của các cái hãng đối thủ ấy, nó cứ kiểu tạo cho mình. Nhưng mà mình cho rằng là cái sự phối hợp này thực sự là ý nghĩa với cái nhu cầu bản thân mình đây. Mình có một vài cái tựa game như FIFA Online, cái thứ muốn chơi tuyệt vời nhất để giải trí. Nhưng mà mình lại muốn mang đi công tác để làm việc, hoặc con này cấu hình edit video rất là ngon lành. Với giá 35 triệu anh em nghĩ sao về sản phẩm này? Mình hy vọng có một cái dịp nào đó mượn rất lâu để có thể edit, chỉnh sửa video, làm mọi thứ trên con này và đánh giá kỹ hơn cho các bạn. Hẹn anh em trong các video lần sau.